ngoài cái sự đồng nghiệp ra còn một cái chút về cái gia đình nữa. Thì khi mà con trai nó đi ra ngoài đường làm, khi nào mà bao giờ nó không những chỉ là một vai, bất cứ có việc gì, bao giờ nó phải khó khăn lắm rồi mới chạy về gọi bố ơi. Đấy, thế là đến khi con nó đã giúp con một vai, thì anh đã biết là nó sẽ không tìm được nữa rồi. Bởi vì tìm làm sao được, không tìm được cái thời gian đấy nữa. Cái thời gian nó sát Tết, ai cũng bận khủng khiếp cả luôn. Anh lại cả về bên doanh nghiệp, rồi lại cả về đạo diễn, cả về diễn viên. Anh làm 3 phim hài Tết, tư cách đạo diễn. Gần như là anh quay 2-3 giờ sáng, ngày hôm sau 6 giờ vẫn có mặt ở trường quay. Liên tục, người gầy sút đi. Thế khi con nó nói thế thì mình biết thôi, ông này là đang gặp khó khăn ở đây. Thế là anh bảo ok, nhưng với điều kiện là phải dồn vào cho anh. Khi nào đúng chính xác giờ, thì bà luôn chính xác giờ. Nếu mà quay 7 giờ bảo anh 7 giờ có mặt, anh không sai một phút nào. Đường muốn tắc đường, bảo 9 giờ có mặt anh 9 giờ. Cực kỳ chính xác giờ, đến và giờ thả tôi ra. Thì anh nhận, đấy chỉ có một yêu cầu đấy thôi. Và kịch bản phải đưa trước tôi 10 ngày. Khen là hại nè. Cuộc đời anh kể là đến ngày hôm nay là anh được nghe những cái lời người ta thậm chí chửi bới, nghiêm khắc nhiều thì con người nó mới được. Thế còn khen nó là tự hại đó. Thế những cái đợt mà hồi con nó còn bé mà anh bảo là cho nó đi học dựng phim đấy, cứ về nó ngồi dựng cho anh làm phim tài liệu cũng cho con nó đi theo. Thế bây giờ con nó sẽ học cái cách, cái tư duy sáng tạo của mình. Chỉ cần nhặt một cục đất lên, nhặt một cái dép rơi ngoài đường là tôi đã biết cả một số phận của một nhân vật như thế nào, cả một con người như thế nào. Và cái phim mới làm nó phải, nó phải mang một cái tầm tư tưởng nhất định. Có thể là nó chỉ mang cái tầm quốc, gọi là tầm của tỉnh, cấp tỉnh đó. Có thể mang tầm quốc gia, mà có thể mang tầm nhân loại. Thì tùy theo từng cái đấy. Và khi con nó dựng xong, dựng lòi mắt, 3-4 giờ sáng. 3-4 giờ sáng ấy, thế anh nằm ngay ở dưới anh ngủ. Nó vẫn phải thức. Thức bởi vì hồi đấy những cái máy móc ấy nó chưa hiện đại như bây giờ. Những cái gọi nó gọi là hồi như có những cái cạc dựng ấy là cứ phải ngồi chờ render rất lâu. Mà dựng một đoạn là phải tự xếp lại rất là lâu, phát sốt ruột lên. Còn nó vẫn ngồi thế. Thế sáng sau anh dậy, 7 giờ sáng anh dậy, bật ra anh xem lại, đánh thức dậy. Chỗ này không được, lại dỡ ra dựng lại. Phát cáu đến lần thì gần như thứ 10 phát cáu lên. Để chắc nó nói anh cực đoan thế. Và tôi bảo ông dựng lại là ông dựng lại. Cái lúc bây giờ mình phải tách mình ra thành một người xem. Mà cái người xem này là phải người xem đặc biệt. Một là nhà phê bình, hai là kẻ thù đang xỉa sói nhau về mặt chuyên môn. Thì cái sản phẩm của mình nó mới hoàn chỉnh được. Những cái việc cái tranh cãi trên điện thoại. Trước khi đi có thể nếu có cái gì tranh cãi, bởi vì ra trường quay nó là đạo diễn. Đạo diễn nó có một cái quyền năng vô biên. Chúa thì tạo ra muôn loài, nhưng đạo diễn là tạo ra Chúa. Anh dạy con như vậy. Ngày mai ông Quang thì ông đóng vai Chúa, thì Chúa Giêsu có dâu hay không là do thằng đạo diễn quyết định. Phải dạy con một cái quyền năng của thằng đạo diễn. Có cái quyền năng thế, chứ không cãi nhau rồi. Chúng ta có thể tranh luận với tư cách tôi là diễn viên, với tư cách lời thoại là không hợp. Bởi vì anh làm đạo diễn anh biết. Nguyên tắc làm nghề của anh là như vậy. Nguyên tắc làm nghề, cứ diễn đi đã. Thằng diễn viên giỏi nó sẽ phải là một cục bột rất thật là dẻo trong tay đạo diễn. Mình tội gì mà mình phải đi nghiên cứu cả một cái đường dây kịch bản, rồi cả tập 1 nó sẽ này, tập 2 nó sẽ phải ra sao, tập 3 này. Tôi nghiên cứu đúng cái vai của tôi hoàn thành đúng cái vai của tôi là hết. Đúng chưa? Thế tôi nghiên cứu vai đấy, tôi có đọc qua, lướt qua toàn bộ kịch bản đấy. Và cái vai trò của tôi ở trong này làm thế này được chưa? Tôi bàn với anh được chưa? Bắt đầu tôi diễn. Khi trong đầu tôi nghĩ được chưa, thì tôi nói ra thành vai diễn khác. Đến tai thằng đại diễn thì thành một vai diễn khác. Còn khi mình diễn trên hiện trường, nó là trực quan sinh động rồi thì nó lại là khác. Thì thằng đạo diễn nó ngồi nó nhìn vào, không được, phải thế này mới được. Chúng ta cùng chung hướng sáng tác cơ mà, đúng không? Nó thế này mới được, ok, mình diễn theo nó, cái mình vẫn ấp ức. Thì ra nói nhỏ, đạo diễn cho xin đạo diễn một đúp nữa, một variant nữa.
tôi diễn theo kiểu của tôi, xong về nhà muốn nhặt nào nhặt. Khi bắt đầu ra cái thì anh nhớ là đâu anh diễn lần đầu Hiếu có vẻ không đồng ý đó. Thế bởi vì ba phải làm thế này này, thế ok, thế làm vẫn là đúng như thế thôi. Nhưng mà cả cái nhân vật nam, cả cái nhân vật nữ, nó còn cả một cuộc đời dài của nó nữa cơ. Có một cái khúc giữa nó va đập với mình thôi, một khúc giữa của nó va đập mình để bị nắn đi có theo con đường khác thôi. Vậy thì va đập đến thế nào là đủ, nó gọi là cái điều độ, cái liều lượng của nó, thế đã đủ chưa? Thế nó bảo nặng hơn một chút nữa hay nhẹ hơn một chút nữa thì đấy là cái cảm giác của thằng đạo diễn. Còn nặng hơn một chút nữa thì về cái lời nói, về cái hành động như nào thằng diễn viên nó phải làm.